Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 88. Những đức đọc những công đoạn của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân. Những công đoạn dạy rất xác thực, rất hay, phù hợp với căn tính của chúng ta chuyên niệm Phật. Và các ngài nhấn mạnh thờ một pháp niệm Phật thành tựu để gây dựng thêm tính tâm tín nguyện niệm Phật cho hành giả tu tịnh độ chúng ta càng kiên cố tâm hơn. Thánh đạo môn tuy thâm diệu, nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Tịnh độ môn hình như là nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Thời mạt pháp 10.000 năm, các kinh điển khác đều tiêu diệt, chỉ còn pháp môn Di Đà để cứu độ chúng sinh. Khi chúng ta nghe những công đoạn này, thì cái lòng tin về niệm Phật của chúng ta càng kiên cố. Vì mình mỗi ngày đang gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc quý vị. Các ngài nhấn mạnh tịnh độ môn hình như nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Thời điểm bây giờ quý vị coi, mỗi một người chúng ta đều là bận biểu, bị công việc nó say mình, không có thời gian. Nhưng cái pháp môn niệm Phật này áp dụng trong công việc, dù mình bận cái nào bận nhưng mình vẫn niệm Phật được. Thời điểm rõ ràng luôn. Thí dụ như mình đi đứng nằm ngồi, mình đem máy niệm Phật, mình cũng niệm Phật được. Đó là mình cũng tu tập được rồi đó. Niệm Phật để nhắc nhở mình trong thời điểm bận rộn cỡ nào, chúng ta cũng giữ được câu Phật hiệu. Rồi câu Phật hiệu mình niệm để nhắc mình trong cái dòng say này, mình cố gắng giữ cái tâm trong những sự hơn thua đấu đá, mình cố gắng niệm Phật. Câu Phật hiệu nhắc mình đừng buồn giận, hận thù người khác để trong tâm. Nghĩa là con người mình bị cái dòng say của bận rộn nó quay mình vòng vòng. Nhưng pháp môn tịnh độ này lại áp dụng trong cái dòng say bận biểu đó, quý vị tu được. Nó nói là thời điểm này tu pháp môn tịnh độ rất phù hợp. Quý vị ngồi suy nghĩ kỹ đúng không? Nếu như mà chúng ta tu thánh đạo môn, thí dụ ngoài tịnh độ là thánh đạo môn, thì quý vị khó áp dụng trong cái thời điểm mà bận rộn này lắm. Nhưng tịnh độ môn thì lại phù hợp vào cái thời điểm bận rộn. Mà con người bây giờ, vì có phải càng ngày càng bận rộn không? Càng ngày càng bận rộn, nên tu tịnh độ môn cực kỳ phù hợp. Thì biết rằng con người chúng ta bây giờ đa dạng công việc để dẫn dắt mình. Một gia đình một hai người thôi, quý vị đã quá bận biểu với cái công việc, không có thời gian.
để mà đi đến chùa để tu tập. Vậy thì mình nghe Pháp Môn Tịnh Độ này, mình niệm Phật trong cái công việc đó. Nên Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói, niệm Phật không trở ngại làm việc không trở ngại niệm Phật. Đối với người nào quý vị? Người tín nguyện niệm Phật. Người tín nguyện niệm Phật sẽ không trở ngại. Người dễ bị dao động tâm thì đụng cái gì cái là bỏ cuộc. Đụng cái gì cái bỏ cuộc. Nên trong cái thời điểm này, những đức mới thấy là hàng Phật tử của mình hướng dẫn tín nguyện của họ như thế nào. Giống như bây giờ là lúc sàn sẻ, những người nào mà tín nguyện kiên cố thì họ đến chùa mình, họ nhận thức sâu sắc rồi, họ không bị ai nói để dao động tâm. Mà cái người tín nguyện không kiên cố thì nghe cái gì cái dao động tâm. Chúng ta ở trong ngôi tam bảo, chúng ta đến đây tu tập, chúng ta đều biết ngôi chùa mình tu tập hướng dẫn nhiệt tình cỡ nào, bản thân mình đều nhận thức rõ ràng. Nên cái chuyện tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng. Việc tín nguyện niệm Phật là việc rất quan trọng. Thí dụ như bạn của chúng ta rất nhiều, lúc chúng ta đương thời bạn mình rất nhiều, nhưng khi mình có sự cố gì một cái, mình mới biết bạn nào là bạn đồng hành với mình. Thí dụ như lúc mình bình yên đương thờ thì người ta đến người ta bạn rất thân với mình. Bạn thân của mình có khi cũng nghĩ, nếu mà không nhận thức sâu sắc, công nhận mình bạn quá nhiều ha. Nhiều người mình có khi bị hụt hẳn. Mình bạn nhiều lắm, ông lo đâu, bạn mình xung quanh mình đông lắm. Nhưng khi quý vị gặp một sự cố gì, rồi quý vị sẽ biết bạn quý vị bao nhiêu, và những người bạn nào là những người bạn đồng hành với quý vị, để cho chúng ta góc độ nhìn thấu rõ ràng. Mình là người tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì những việc này mình đã từng chia sẻ và từng nhắc mình trước thời gian. Từ nơi đó mà góc độ cho mình rất sâu sắc. Nên mỗi một người mình gặp được pháp môn niệm Phật này, cái kiên cố tâm là cái cực kỳ quan trọng. Cái kiên cố tâm, cái tín nguyện kiên cố là cái cực kỳ quan trọng. Mình đi chùa giống như là mình đi theo, mình không có góc độ nhận thức thì mình cũng dễ hiểu nhầm việc này việc kia. Nếu như mình đi đến chùa mà mình gây dựng một phương pháp tu, mình gây dựng tín nguyện niệm Phật, cái tâm mình tu tập niệm Phật an lạc, vui vẻ, mình biết ơn, thì những đức nói với quý vị nghe, tâm mới bị cực kỳ kiên cố. Thí dụ như chúng ta lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, hay chúng ta dự khóa tu, chúng ta tu tập, vì thấy lễ viếng Quan Âm chúng ta tổ chức một lần 30-40 ngàn người, vì về đây lễ quý vị cảm nhận được. Còn có nhiều người họ ngoài cuộc, họ nói này nói kia, nhưng họ có lễ Quan Âm không? Họ có tu tập không? Họ không có lễ Quan Âm, họ không có tu tập, nhưng họ ở ngoài cuộc, họ đứng cái khách quan, chúng ta không quan niệm đến. Quý vị phải nhớ kỹ, từ nơi đó mà mình tu tập, mình lại Phật, mình lại Bồ Tát, mình cảm nhận được. Nên hàng Phật tử phải có một cái góc độ đó cực kỳ sâu sắc. Có nhiều người trong gia đình, người thân của mình, có khi họ không có tu tập gì hết, làm sao họ hiểu được. Còn nếu như quý vị là người tu tập mà còn không hiểu thì thua. Nên cái tâm kiên cố tu tập của mình phải nhận thức được sự tu tập, sự an lạc, mình chính mình phải là người cảm nhận. Còn mình tu tập mà mình không có cảm nhận đó thì mình bỏ cuộc là đúng rồi. Mình bỏ cuộc là đúng rồi quý vị. Vì mình tu tập, mình đi đến cái ngôi chùa chuyên tu như chùa mình,
chuyên niệm Phật, mình ở đây mình tu tập, mình đến mình dự lễ, bao nhiêu số lượng có người về tu tập. Mà bản thân mình tu tập mà mình còn bị người không tu hành để dao động mình, làm mình mất tín tâm, thì đúng là tại mình. Tại mình thiếu tín nguyện kiên cố, tu tập mà không cảm giác được sự an lạc. Đến chùa nhiệt tình lo lắng cho mình mà mình không cảm nhận được bằng cái tấm lòng chân thật. Nên những đức nói với vị nghe, người bạn mà lúc khó khăn mới là bạn, còn lúc đương thờ chưa chắc là bạn, có khi là bè. Bè thì dễ tan rã lắm quý vị, bạn là vững chắc. Nên bạn bè nó là hai thể loại. Bạn là vững chắc, lúc khó lúc khổ gì cũng nắm vững đôi tay. Còn bè thì lúc đương thờ thì đến, nhưng có sự việc gì dao động một chút thì buông tay. Nên trong cuộc đời con người chúng ta, quý vị cũng thấy bạn và bè rất rõ ràng. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình, bạn hay bè, khi gặp những sự trở ngại quý vị sẽ biết. Nên mỗi một người chúng ta phải gây dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ kiên cố, thì mãi mãi chúng ta là bạn. Còn nếu không gây dựng tín nguyện niệm Phật thì chúng ta là bè, đến rồi sẽ đi. Nên một câu Phật hiệu này đặc biệt lắm. Quý vị coi Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân Ngài nhắc mình: thờ mặt Pháp một vạn năm, các kinh điển khác đều tiêu diệt, chỉ còn Pháp Môn Di Đà để cứu độ chúng sinh. Khi kinh giáo diệt mất hết, chỉ còn một câu Phật hiệu để cứu độ chúng sinh. Mà chúng ta bây giờ đã là niệm Phật để cầu sanh cực lạc rồi, nên mới nói rằng niệm Phật càng về sau thì càng phù hợp. Nhớ kỹ, niệm Phật càng về sau thì càng phù hợp. Nhưng Đức thấy rằng là thật khóa tu của mình bây giờ thứ bảy chủ nhật rất tuyệt vời. Phương pháp niệm Phật lễ Phật này rất tuyệt vời. Cả những đứa con nít lớp đạo làm con mà các giáo cũng áp dụng vào, các giáo tu tập được. Cũng như thứ bảy chủ nhật bây giờ niệm Phật 20 phút, lễ Phật 1 tiếng đồng hồ, mọi người về tu ai cũng cực kỳ an lạc, vui vẻ. Nhờ trong thời điểm này mà những đức để điều chỉnh lại cách tu. Lúc trước mình chia sẻ Phật Pháp quá nhiều, bây giờ lại điều chỉnh lại, mình được niệm Phật lễ Phật. Vì thì tất cả những Phật tử hưởng ứng chương trình tu tập, thí dụ bản thân của mình phải nhớ kỹ câu này: ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Dù ai có nói gì đi nữa, nhưng mà mình đi đến chùa là mình niệm Phật lễ Phật, chứ đâu phải mình đi đến chùa là mình được ở trong chùa mãi mãi. Mình đi đến chùa là mình chỉ đến ngồi chơi với ông thầy đâu, hoặc là mình đi đến chùa mà ông thầy không bắt mình đưa tiền ông đâu, có không quý vị? Mình đi đến chùa là để mình niệm Phật lễ Phật, mình nghe Pháp. Bây giờ mình đã đi đến chùa, mình niệm Phật lễ Phật là mình tu tập. Thí dụ như những đức từng nói rằng lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mình tổ chức ngày 18, 19 tháng 6 âm lịch. Mình đi đến chùa là để mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Có nghĩa là bây giờ mình có nghe ai nói gì về một người nào đi chăng, nhưng mà mình tôn kính Phật Bồ Tát là việc này có sai không quý vị? Không. Bây giờ thí dụ như quý vị đi đến chùa mình ngày thứ bảy chủ nhật, quý vị cộng tu, là quý vị cộng tu là quý vị đi đến đó quý vị tu tập. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, thầy tu thầy đắc, trò tu trò đắc. Bản thân mình đi đến là để tu tập, chứ đâu phải là mình nghe ai nói cái gì dao động tâm. Còn chuyện trong chùa là cái chuyện nhà chùa người ta lo, mình đâu có đến chùa mình lo cho cái chuyện trong chùa đâu. Thí dụ như bây giờ mình đi đến chùa mà ông thầy ông kêu mình là ông nói chuyện, rồi ông kêu mình đưa tiền cho ổng, ông kêu mình phải đưa vật chất cho ổng, thì mình nói tôi không đến chùa nữa đâu.
Con này mình đi đến chùa để mình niệm Phật, mình lễ Phật, mình tu tập. Mà mình nghe người ta nói này nữa kia, mình cũng dao động tâm. Bản thân mình có ai bắt buộc mình cái gì đâu, không biết mình dao động tâm cái gì luôn. Nên từ nơi đó, như vậy thì cái sự tu tập của mình là cái sự không hiểu biết. Nên như Đức từng nói rằng lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, mình đến mình lễ Quan Âm, thứ bảy chủ nhật công tu, mình đến mình tu tập để mình hưởng ứng về mặt tâm linh, sự an lạc của nội tâm. Nhà chùa tổ chức cho mình tu tập, mình đến mình tu tập, mình tu tập xong mình ăn cơm mình về, xong xong chuyện rồi. Bản thân những đứa cũng xuống niệm Phật lễ Phật, mình cũng xuống mình tu tập. Như mình mỗi ngày gầy dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố, mục tiêu mình niệm Phật là để sanh cực lạc, thì mình sẽ không bao giờ dễ dàng dao động tâm được. Một tổ chức thiệt đông người, bao nhiêu con người về để tu tập, khi lễ lọc thiệt đông người về đều lo cho quý vị tròn vẹn để tu tập. Từ những dịp lễ lớn, từ thứ bảy chủ nhật cổng tu, bao nhiêu chương trình, chúng ta là người đến tu tập mà còn thiếu sự cảm nhận. Đó là những đức nói rằng người thiếu tín nguyện tu tập, người như vậy bản thân mình còn khó độ, làm sao độ được người khác. Nên mình phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật và phải nhận thức được pháp môn tịnh độ này phù hợp vào thời gian bây giờ, phù hợp vào căn tính chúng sanh bây giờ. Nên ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nói rằng là tịnh độ hình như nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Nên những đức nói rằng gia đình quý vị có ngôi tam bảo, giữ thờ khóa công phu sáng tối ổn định. Gia đình nào chưa có ngôi tam bảo, điện thoại cho nhà chùa thỉnh tượng Phật, về tôn tượng Phật thờ, gia đình có thờ khóa công phu ổn định sáng tối. Tạo cho mình bao nhiêu nhân duyên phương tiện để cho mình được tu tập. Công phu sáng tối rất quan trọng. Nhớ kỹ quý vị, niệm Phật lễ Phật là một pháp đặc biệt giúp cho mình tỉnh táo sáng suốt và luôn luôn bình tĩnh. Đến khi cận tử nghiệp, chúng ta vẫn bình tĩnh niệm câu Phật hiệu để cầu sanh cực lạc. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.